xong rồi đốt đỏ rồng lên và một lấy tôi phải diện thơ. Thì đang lấy diện thơ thì tôi nhìn lên trên góc và thấy có những cái nét chữ và những nét chữ này là không phải là chữ Hán nữa mà là những điểm như là chữ mà các em đang thực hiện bây giờ. Cái hình ảnh đó ấn tượng trong lòng tôi, nó đeo đẳng tôi trong nhiều năm. Tôi được nhớ những cái ngày xưa xa ở ngoài Huế, thì thời đó một cách tình cờ thì đã có người khởi đầu cho cái việc viết thiên pháp trên việc này. Thế nào gọi là viết thiên pháp trên việc? Đó là bởi vì nó sẽ dùng cái bút lông để mà viết chữ Hán, nhưng thay vì viết chữ Hán thì cái vị đó lại viết tiếng Việt, tức là tiếng quốc ngữ của Nhật. Thế vị đó là ai? Vị đó là vua Khải Linh. Ngày xưa vua Khải Linh tất nhiên là nhà vua rất giỏi chữ Hán, và cũng như truyền thống của dân tộc mình thì trong nhiều đời các bậc đế vương họ đều dùng cái bút lông này và những cái mực cao này và từ cái giấy bằng và họ biết đó những cái lúc kinh nghiệm về tâm linh, về tinh thần, về thượng cảm. Chứ ngày xưa những cái bậc họ dùng bút lông, họ không có biết về những cái chuyện mặt này. Thế đến cái thời của vua Khải Linh ấy, thì trong cuộc sống của bản thân nhà vua thì cũng có vấp phải bởi những cái chuyện thực tiễn trong, và tất nhiên là vua Khải Linh viết cả chữ quốc ngữ nữa, thì vua Khải Linh mới viết dùng bút lông để mà tiện tầm tay, thay vì dùng cái bút sắc hay là dùng cái bút chì thì tiện tầm tay mà viết những cái chữ, ví dụ như là con gà, con vịt hay là cái gì đó, tức là viết những cái chữ rất là cụ thể nôm na và để mà diễn tả cái gì ở phần cấp dưới, không phải là cấp về tâm linh. Thì cái người có các vô tình mà đã khởi đầu cho việc kết hợp cái mối duyên ở giữa quốc lâm và chiếc quốc ngữ, đó là cuộc thể định. Trải qua một quá trình dài tới Đông Hồ, thì Đông Hồ có theo bọn Đông Hồ muốn dùng cái quốc lâm truyền thống và vận dụng cái chiếc quốc ngữ để diễn tả lên tới cái chỗ cái tình cảm còn của hoa của trời của mây của trăng của nước của mây nóng. Cái quá trình nó đi rất dài, thì 10 năm sau tôi lúc đó tôi sống bằng cái nghề bán như cái bể thờ hiện nguyên cái bán này là các bạn được từng ở Nam Độ nó cái trò trình
làm sao giải nghĩa đòi quân được, đòi nước. Phật lên viết như thế thì xem có vẻ tất tận ổn ổn, để đến tặng cho bà chị là người đã nuôi công mình để đến nuôi cái giấc mộng về thi ca và về tương lai về chuyện. Từ ấy tận nay tôi vẫn mơ ước trong cái ngày nào đó mà khi mùa xuân đến thì chúng ta trở lại cái truyền thống của ngàn xưa, tức là tìm mở cái câu như là này trong bởi vì tôi có ước như vậy cho nên khi mà được bạn đến rủ tôi đến đây để tham dự để vui mừng và rất hoan hỉ để xin được có mặt ngay để bày tỏ cái niềm vui đó. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Bên cạnh đó thì tôi xin nói một câu tóm tắt thế này này, để cho biết chữ để thì các bạn dù ăn có giỏi chắc mấy mà nếu ăn không có cái bún tôm thì không thể thể hiện được, dù giỏi chắc mấy mà không có mực tôm thì không thể thể hiện được, dù giỏi chắc mấy không có giấy tôm thì không thể thể hiện được. Nhưng kể cả khi đã có những điều đó chúng ta phải có cái chỗ ngồi đúng không? Có tất cả những cái đáp đổi về vật chất thì ta phải có một cái sự chuẩn bị hoặc là cái tinh thần là như thế này. Nếu các bạn muốn biết được cái gì thì đừng có quan tâm đến cái việc là phải dùng những bút đẩy ra những cái nét đẹp, không quan tâm điều đó mà phải quan tâm đến điều là thể hiện cho được cái cảm xúc của mình đối với đối tượng là cái chính của một thành viên viên sao. Làm sao cho cái tâm của mình nó có cái cảm xúc mà nó nhận vai với cái đề tài của mình viết, thì cái lúc mình viết ra nó sẽ tự nhiên, nó sẽ thân thạo.